chào các bạn. Hiện tại thì Hiếu đang có mặt tại Doha. Doha là một thủ đô nằm ở đất nước Qatar. Ở đây là một đất nước nằm ở tại Trung Đông và có rất nhiều khu mua sắm ở đây. Người ở đây đa số người nhập cư rất là nhiều, đa số là người Thổ Nhĩ Kỳ nè, người Bangladesh nè. Quanh đây thì có rất nhiều món ăn mang hơi vị có một tí cà ri, như là đa số đồ ăn của Thái Lan rồi đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ. Các bạn khi mà khám phá Doha thì các bạn hãy đi quanh những sa mạc ở đây. Những sa mạc ở đây thì rất nhiều các trò chơi như là cưỡi lạc đà nè, rồi chạy xe địa hình nè, và rất nhiều thứ để chúng ta khám phá. Và bây giờ thì xin mời các bạn hãy đi một vòng Doha để chúng ta biết thêm nhiều thứ. Đến với Doha thì các bạn cũng nên đến với khu chợ cổ Super Kids. Thì ở đây có rất nhiều văn hóa Doha ở đây. Ví dụ như là quanh đây có bán chợ thực phẩm, là rất nhiều là món hương liệu ở đây. Và các bạn đến đây thì đi dạo với không khí rất là ấm cúng và rất là êm đềm. Khi mà mình ngồi đây mình kêu shisha, shisha cũng là một đặc sản ở tại Trung Đông. Thì chúng ta có thể vừa hút vừa thưởng thức và xem cách sống rất là êm đềm nhộn nhịp của người dân ở đây. Được Qatar thì cũng rất là đơn giản. Khi mà các bạn đi chuyến bay của hãng Qatar Airlines thì các bạn hãy làm một cái form online đăng ký trên mạng, thì trong đó cung cấp cho người ta đầy đủ vé bay, để đi, ngày về và booking khách sạn, thì lúc đó bạn sẽ được cấp một visa online. Thì sáng nay mới thức dậy thì Hiếu bắt đầu bây giờ đi kiếm một quán ăn Việt Nam để ăn thử món ăn Việt Nam, người kiều bào Việt Nam ở đây sẽ buôn bán như thế nào. Thì có nghe đồn ở đây có một quán Việt Nam, và bây giờ thì xin mời các bạn hãy đi ăn cùng với